Ra mắt năm 1998, bộ phim Chuyện Nhà Mộc đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bởi nội dung chân thật và diễn xuất mộc mạc của dàn diễn viên chính. Nội dung chính của phim xoay quanh cuộc sống gia đình ông Mộc, từ đó phản ánh cuộc sống thực tế của xã hội thời bấy giờ. 20 năm kể từ ngày ra mắt, dàn diễn viên của bộ phim hiện tại đều đã thay đổi nghề nghiệp hoặc là có hướng đi khác cho riêng mình. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về dàn diễn viên của bộ phim Chuyện Nhà Mộc sau 20 năm. Nghệ sĩ ưu tú Hải Điệp, vai ông Mộc. Nghệ sĩ ưu tú Hải Điệp sinh ra tại mảnh đất Thái Bình. Ngay từ nhỏ, ông đã được nghe và yêu thích những làn điệu chèo của quê hương. Năm 17 tuổi, ông được nhận về công tác ở đoàn chèo Tổng cục Chính trị. Tại đây, ông được các nghệ nhân chèo của đoàn trực tiếp giảng dạy và truyền vai. Khi sát nhập thành nhà hát chèo Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Hải Điệp về công tác và gắn bó cho đến giờ. Không chỉ diễn chèo, nghệ sĩ ưu tú Hải Điệp còn quen mặt khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn hài hước vui nhộn trong các bộ phim như Bụi Vàng, Hai Bình Làm Thủy Điện. Trong đó, vai ông Mộc trong Chuyện Nhà Mộc chính là vai diễn thành công nhất và được khán giả nhớ đến nhiều nhất. Vai diễn này chính là lần đầu tiên người diễn viên chèo thử sức với dòng phim truyền hình. Vào vai Lão Mộc, nghệ sĩ ưu tú Hải Điệp từng được xem là ông bố quốc dân của thời đó. Những ông bố bà mẹ ở nông thôn thời bấy giờ đều ít nhiều nhìn thấy chính bản thân mình trong vai diễn ông Mộc. Thương con, ông Mộc nghiêm khắc và luôn giữ khát vọng lớn lao là con gái được học đại học sẽ thoát nghèo, thoát khổ. Nhưng rồi ông bàng hoàng nhận tin con gái đi lấy chồng sau 2 năm lên thành phố. Rồi từ đây, ông phải đóng vai trò người hòa giải cho cuộc sống vợ chồng của con gái. Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ ưu tú Hải Điệp đã lên chức ông nội, ông ngoại với một gia đình êm ấm hạnh phúc. Còn với nghệ thuật chèo, trong lòng ông vẫn còn đau đớn một nỗi lo khi loại hình nghệ thuật truyền thống này có nguy cơ mai một và cuộc sống của người nghệ sĩ còn gặp nhiều khó khăn. Như Trang, vai Mai, con gái ông Mộc. Khi vừa đỗ trường sân khấu điện ảnh Hà Nội với số điểm cao, Như Trang đã được thầy giáo giới thiệu cho đạo diễn Trần Lực. Cô thủ vai Mai, con gái ông Mộc, một cô học trò giỏi vì nghe lời bố mà cố gắng học đến mê sảng để thi đỗ đại học. Sau khi lên thành phố học, cô gái ấy nhanh chóng thoát khỏi sự ngây thơ khi bất ngờ có giấy gửi về nhà thông báo cô đã kết hôn với bạn trai. Như Trang chia sẻ, không ít lần cô khóc khi bị đạo diễn Trần Lực la. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm đứng trước ống kính, nhưng Như Trang vẫn hoàn toàn chinh phục khán giả bởi sự mộc mạc, duyên dáng của mình. Những phần đoạn của cô với nghệ sĩ ưu tú Hải Điệp khiến khán giả cảm động vì tình cha con chân thành. Sau bộ phim đầu tay, Như Trang tiếp tục hoàn thành việc học và góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Tình Rừng, Cái Tát Sau Cánh Gà. Tuy nhiên, khó lòng vượt qua cái bóng quá lớn trong vai diễn ở Chuyện Nhà Mộc. Cho đến giờ, nữ diễn viên sinh năm 1979 vẫn nghĩ mình đã rất may mắn. Dù đã 20 năm trôi qua, nhưng khi ra đường, nhiều người vẫn nhận ra và gọi cô là con gái ông Mộc. Giờ đây, Như Trang đã là một phụ nữ trưởng thành, sở hữu nhan sắc đăm thắm ở ngưỡng tuổi 40. Cô kết hôn năm 2005 và có gia đình hạnh phúc viên mãn với 2 nhóc tì, một trai một gái. Về công việc, ngoài là diễn viên thuộc biên chế nhà hát tuổi trẻ, Như Trang còn kinh doanh về thời trang. Chí Nghĩa, vai Dũng, con rể ông Mộc. Chí Nghĩa chia sẻ, anh gắn bó với nghiệp diễn từ rất sớm, khi còn là cậu bé 11 tuổi. Trong một lần lên Hàng Mã mua giấy màu làm đồ trung thu, tôi và lũ bạn rẽ vào cung thiếu nhi chơi. Lúc đó người ta đang dàn dựng vở kịch Tây Du Ký. Thấy tôi cứ chạy đi chạy lại không ngừng, họ giao cho đóng vai Tôn Ngộ Không. Sau đó, Chí Nghĩa đã nhanh chóng gây chú ý với khán giả nhờ khả năng hóa thân đa dạng, từ vai hài đến vai bi. Kiếm ra tiền từ nhỏ, Chí Nghĩa dành phần lớn tiền kiếm được vào việc học và sách. Anh chia sẻ, tôi ham mê đọc sách và tìm hiểu mọi thứ. Tuổi thơ tôi trôi qua với những trang sách và giai điệu của nhạc cổ điển. Có lần, vì muốn tìm hiểu về phong thủy, tôi đã mua luôn 3 cuốn sách về đọc suốt một đêm. Khi còn bé, tôi đã thuộc lòng sách tàu và áp dụng vào những lần đánh trận giả cùng bạn bè. Trong phim Chuyện Nhà Mộc, Chí Nghĩa vào vai Dũng, con rể ông Mộc. Khi ông Mộc hay tin con gái kết hôn trên thành phố và lên thăm, cũng là lúc ông biết vợ chồng họ đang ly thân. Trong thời gian ở lại nhà con gái tìm hiểu sự tình, ông và con rể hợp cạ đến mức rủ nhau đi hát karaoke. Với gương mặt ngố tàu cùng lối diễn xuất dí dỏm tưng tửng, Chí Nghĩa luôn khiến khán giả cười lăn cười bò mỗi khi anh xuất hiện.
vai diễn đa màu sắc trong truyện Nhà Mộc đã giúp tên tuổi của Trí Nghĩa đến gần hơn với khán giả và trở thành cái bóng quá lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên. Thậm chí ngay cả vai chính trong Không Giống Ai, bộ phim mang về cho Trí Nghĩa giải thưởng từ Hội Điện ảnh cũng không thể vượt qua được cái bóng này. Ngoài bộ phim Chuyện Nhà Mộc thì anh còn gắn bó với khán giả truyền hình với chương trình Ở Nhà Chủ Nhật. Năm 2001 thì anh quyết định rẽ hướng khi chia tay chương trình để học cùng một lúc hai trường là Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Sân khấu Điện ảnh. Ở Đại học Sân khấu Điện ảnh thì Chí Nghĩa đã đỗ thủ khoa của khoa đạo diễn, tuy nhiên con đường mà anh lựa chọn lại là làm truyền thông. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng và đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video về doanh nhân, thông tin chi tiết bên dưới video nhé các bạn. Xuân Bắc vai Cường, người yêu của Mai. Trong phim, Xuân Bắc đảm nhận vai Cường, một anh nông dân láu cá, chỉ giỏi khua môi múa mép tán gái. Cường tán tỉnh Mai trong lúc cô đang lo học hành nên bị ông Mộc ghét ra mặt, không cho tiếp cận con gái và luôn tìm cách chia rẽ. Cuộc chiến giữa bố vợ và chàng rể hờ đã tạo nên nhiều tình huống hài hước khiến khán giả không ít lần cười nghiêng ngả. Tham gia Chuyện Nhà Mộc khi mới bỏ túi hai vai diễn, tuy không thuộc dạng dày dặn kinh nghiệm nhưng Xuân Bắc vẫn khiến khán giả đổ gục bởi sự duyên dáng, dù chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh. Có lẽ phân đoạn khiến mọi người nhớ nhất là khi Mai tưởng mình rớt đại học. Trong khi mọi người trong gia đình Mai đều khóc thì Cường lại nhảy cẫng lên vì sung sướng, tưởng đâu đã sắp cưới được vợ, nào ngờ lại mừng hụt vì Mai đậu đại học và sắp lên thành phố. Tiếc là sau này, Mai đã bắt đầu con đường của một tân sinh viên và còn mang luôn về cho bố Mộc một anh rể thành phố. Còn Xuân Bắc thì trở thành chàng rể hụt, khiến khán giả mỗi lần nhớ lại vẫn tủm tỉm cười vì những màn trồng cây si của anh chàng nông dân ngày xưa. Nhắc đến cái tên Xuân Bắc, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một nghệ sĩ đa tài, thành công ở nhiều lĩnh vực. Với khả năng diễn xuất trời phú vào đầu những năm 90, Xuân Bắc được chọn vào nhiều bộ phim nổi tiếng như 12A và 4H, Sóng ở đáy sông, Ngã ba Đồng Lộc, Kẻ cắp bất đắc dĩ, Chuyện Nhà Mộc. Sau bộ phim Con đường sáng năm 2007, anh tạm ngưng sự nghiệp diễn viên, chuyển sang làm MC. Với nét duyên có sẵn, cộng với tài ăn nói và khả năng ứng biến trên sân khấu, anh lập tức trở thành một MC ăn khách, dẫn dắt nhiều chương trình được khán giả yêu thích. Song song với công việc MC, Xuân Bắc cũng tham gia vào các tiểu phẩm hài và đều đặn hàng năm anh cùng hai nghệ sĩ hài khác là Công Lý và Quốc Khánh tạo thành bộ ba Nam Tào Bắc Đầu Ngọc Hoàng không thể thiếu trong chương trình Táo Quân. Sau hơn 20 năm sau ngày Chuyện Nhà Mộc lên sóng, Xuân Bắc vẫn là một trong những cái tên thành công nhất trong dàn diễn viên năm nào. Thời điểm hiện tại, anh là phó giám đốc của Nhà hát kịch Hà Nội và đang có cuộc sống viên mãn bên vợ và hai cậu con trai kháu khỉnh. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải vai thầy giáo. Dù chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi, nhưng vai thầy giáo của nghệ sĩ Đức Hải trong phim vẫn khiến khán giả ấn tượng. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó nên việc Đức Hải lựa chọn theo nghệ thuật đã vấp phải sự phản đối của gia đình. Thế nhưng bằng nghị lực và niềm đam mê nghệ thuật, sau nhiều năm Đức Hải đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Nghệ sĩ Đức Hải đang là một trong những diễn viên hàng đầu trên sân khấu kịch. Anh còn được biết đến với vai trò đạo diễn, giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, MC và doanh nhân thành đạt. Tuy hiện nay, Đức Hải không còn tham gia biểu diễn nhiều như trước và đã nghỉ dạy ở trường từ năm 2011, nhưng không thể phủ nhận, anh đã đào tạo ra hàng loạt những tên tuổi nổi tiếng như Lê Khánh, Lê Phương, Xuân Bắc, Vân Dung cho làng giải trí Việt. Bên cạnh đó, cuộc sống gia đình của anh cũng khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Nghệ sĩ Đức Hải cưới vợ khá muộn khi anh 40 tuổi. Vợ anh là Ngọc Mai, trước chị là giáo viên tiếng Anh. Sau này, chị học thêm văn bằng luật và hiện chị đang công tác ở văn phòng luật sở hữu trí tuệ tại quận 1. Vợ chồng anh có 4 người con, người con gái sinh đầu hiện đang học lớp 10. Quốc Tuấn vai anh hàng xóm. Diễn viên Quốc Tuấn đã thể hiện sự hài hước khi vào vai đảm nhận vai phụ là anh hàng xóm tại khu tập thể của vợ chồng con gái ông Mộc. Khi ông Mộc lên thành phố, lạ nước lạ cái, ông lần la bắt chuyện với anh hàng xóm sợ vợ, nhưng luôn phải giữ thể diện trước hàng xóm. Trong sự nghiệp của mình, Quốc Tuấn được nhiều khán giả mến mộ với gia tài điện ảnh đồ sộ. Dù vai diễn nào, anh cũng chinh phục được khán giả và trở thành gương mặt thân quen với mọi nhà qua những bộ phim truyền hình trong thập niên 90.
Một số bộ phim ấn tượng của nam diễn viên này phải kể đến 12A và 4H, Người thổi tù và Hàng tổng, Cuốn sổ ghi đời, Cô bé bên hồ, Chuyện tình người lính. Tuy có được sự nghiệp thành công, nhưng Quốc Tuấn lại không gặp nhiều may mắn trong cuộc sống riêng. Gần 40 tuổi mới kết hôn và 2 năm sau đó, vợ chồng Quốc Tuấn mới đón đứa con đầu lòng. Nhưng bất hạnh đã ập đến khi bé Bôm, con anh, lại mắc phải căn bệnh APERT, bệnh xương cứng sớm cục bộ, hẹp đường thở. Kể từ đó, Quốc Tuấn hầu như không còn xuất hiện trước khán giả bởi anh đã dành hết thời gian và tâm trí để lo chữa bệnh cho con. Cuối cùng, may mắn cũng đã mỉm cười với Quốc Tuấn và gia đình khi bé Bôm đã có được những điều kiện để chữa trị căn bệnh quái ác này. Chẳng những thế, bé Bôm còn thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia trong niềm vui của cả bố và mẹ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng và đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ nhóm nhé!